Này các thiên tử, vì lìa địa giới nên lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Vì lìa thủy hỏa phong không thức giới nên lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Này các thiên tử, vì lìa địa giới nên lìa bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân. Vì lìa thủy hỏa phong không thức giới nên lìa bậc cực hỷ cho đến bậc pháp vân. Này các thiên tử, vì lìa địa giới nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Vì lìa thủy hỏa phong không thức giới nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này các thiên tử, vì lìa địa giới nên lìa 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Vì lìa thủy hỏa phong không thức giới nên lìa 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Này các thiên tử, vì lìa địa giới nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Vì lìa thủy hỏa phong không thức giới nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này các thiên tử, vì lìa địa giới nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì lìa thủy hỏa phong không thức giới nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, vì lìa địa giới nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Vì lìa thủy hỏa phong không thức giới nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Này các thiên tử, vì lìa địa giới nên lìa quả dự lưu Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán. Vì lìa thủy hỏa phong không thức giới nên lìa quả dự lưu Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán. Này các thiên tử, vì lìa địa giới nên lìa quả vị độc giác. Vì lìa thủy hỏa phong không thức giới nên lìa quả vị độc giác. Này các thiên tử, vì lìa địa giới nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Vì lìa thủy hỏa phong không thức giới nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Này các thiên tử, vì lìa địa giới nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì lìa thủy hỏa phong không thức giới nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này các thiên tử, vì lìa địa giới nên lìa trí nhất thiết trí. Vì lìa thủy hỏa phong không thức giới nên lìa trí nhất thiết trí. Lại nữa các thiên tử, vì lìa vô minh nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Vì lìa hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ ái, thủ hữu, sanh lão tử nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Này các thiên tử, vì lìa vô minh nên lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Vì lìa hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ ái, thủ hữu, sanh lão tử nên lìa pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Này các thiên tử, vì lìa vô minh nên lìa chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Vì lìa hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ ái, thủ hữu, sanh lão tử nên lìa chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Này các thiên tử, vì lìa vô minh nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Vì lìa hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ ái, thủ hữu, sanh lão tử nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Này các thiên tử, vì lìa vô minh nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì lìa hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ ái, thủ hữu, sanh lão tử nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này các thiên tử, vì lìa vô minh nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Vì lìa hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ ái, thủ hữu, sanh lão tử nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này các thiên tử, vì lìa vô minh nên lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì lìa hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ ái, thủ hữu, sanh lão tử nên lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Này các thiên tử, vì lìa vô minh nên lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Vì lìa hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ ái, thủ hữu, sanh lão tử nên lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện.
Này các thiên tử, vì lìa vô minh nên lìa bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân. Vì lìa hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử nên lìa bậc cực hỷ cho đến bậc pháp vân. Này các thiên tử, vì lìa vô minh nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Vì lìa hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này các thiên tử, vì lìa vô minh nên lìa 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Vì lìa hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử nên lìa 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Này các thiên tử, vì lìa vô minh nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Vì lìa hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này các thiên tử, vì lìa vô minh nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì lìa hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, vì lìa vô minh nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Vì lìa hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Này các thiên tử, vì lìa vô minh nên lìa quả dự lưu nhất lai bất hoàn A La Hán. Vì lìa hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử nên lìa quả dự lưu nhất lai bất hoàn A La Hán. Này các thiên tử, vì lìa vô minh nên lìa quả vị độc giác. Vì lìa hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử nên lìa quả vị độc giác. Này các thiên tử, vì lìa vô minh nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Vì lìa hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Này các thiên tử, vì lìa vô minh nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì lìa hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này các thiên tử, vì lìa vô minh nên lìa trí nhất thiết trí. Vì lìa hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử nên lìa trí nhất thiết trí. Lại nữa các thiên tử, vì lìa bố thí ba la mật đa nên lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Vì lìa tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa nên lìa pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Này các thiên tử, vì lìa bố thí ba la mật đa nên lìa chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định pháp trụ thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Vì lìa tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa nên lìa chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì. Này các thiên tử, vì lìa bố thí ba la mật đa nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Vì lìa tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Này các thiên tử, vì lìa bố thí ba la mật đa nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì lìa tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này các thiên tử, vì lìa bố thí ba la mật đa nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín tịnh thứ đệ, mười biến xứ. Vì lìa tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín tịnh thứ đệ, mười biến xứ. Này các thiên tử, vì lìa bố thí ba la mật đa nên lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì lìa tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa nên lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Này các thiên tử, vì lìa bố thí ba la mật đa nên lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Vì lìa tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa nên lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện.
Này các thiên tử, vì lìa bố thí ba la mật đa nên lìa bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực đang thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, vì lìa tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa nên lìa bậc cực hỷ cho đến bậc pháp vân. Này các thiên tử, vì lìa bố thí ba la mật đa nên lìa năm loại mắt sáu phép thần thông, vì lìa tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa nên lìa năm loại mắt sáu phép thần thông. Này các thiên tử, vì lìa bố thí ba la mật đa nên lìa mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Vì lìa tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa nên lìa mười lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Này các thiên tử, vì lìa bố thí ba la mật đa nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Vì lìa tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này các thiên tử, vì lìa bố thí ba la mật đa nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì lìa tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lợi bát nhã ba la mật đa nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, vì lìa bố thí ba la mật đa nên lìa tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa. Vì lìa tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lợi bát nhã ba la mật đa nên lìa tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa. Này các thiên tử, vì lìa bố thí ba la mật đa nên lìa quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán. Vì lìa tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa nên lìa quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán. Này các thiên tử, vì lìa bố thí ba la mật đa nên lìa quả vị độc giác. Vì lìa tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa nên lìa quả vị độc giác. Này các thiên tử, vì lìa bố thí ba la mật đa nên lìa tất cả hạnh đại bồ tát. Vì lìa tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa nên lìa tất cả hạnh đại bồ tát. Này các thiên tử, vì lìa bố thí ba la mật đa nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì lìa tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này các thiên tử, vì lìa bố thí ba la mật đa nên lìa trí nhất thiết trí. Vì lìa tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa nên lìa trí nhất thiết trí. Lại nữa các thiên tử, vì lìa pháp không nội nên lìa bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Vì lìa pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, nên lìa bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Này các thiên tử, vì lìa pháp không nội nên lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Vì lìa pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh nên lìa chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Này các thiên tử, vì lìa pháp không nội nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Vì lìa pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Này các thiên tử, vì lìa pháp không nội nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì lìa pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này các thiên tử, vì lìa pháp không nội nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Vì lìa pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này các thiên tử, vì lìa pháp không nội nên lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì lìa pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh nên lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Này các thiên tử, vì lìa pháp không nội nên lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Vì lìa pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh nên lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Này các thiên tử, vì lìa pháp không nội nên lìa bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân,
Vì lìa pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, nên lìa bậc cực hỷ cho đến bậc pháp vân. Này các thiên tử, vì lìa pháp không nội, nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Vì lìa pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này các thiên tử, vì lìa pháp không nội, nên lìa 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Vì lìa pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, nên lìa 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Này các thiên tử, vì lìa pháp không nội, nên lìa pháp không quên mất tánh luôn luôn xả. Vì lìa pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, nên lìa pháp không quên mất tánh luôn luôn xả. Này các thiên tử, vì lìa pháp không nội, nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì lìa pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, vì lìa pháp không nội, nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Vì lìa pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Này các thiên tử, vì lìa pháp không nội, nên lìa quả dự lưu Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán. Vì lìa pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, nên lìa quả dự lưu Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán. Này các thiên tử, vì lìa pháp không nội, nên lìa quả vị độc giác. Vì lìa pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, nên lìa quả vị độc giác. Này các thiên tử, vì lìa pháp không nội, nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Vì lìa pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Này các thiên tử, vì lìa pháp không nội, nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì lìa pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này các thiên tử, vì lìa pháp không nội, nên lìa trí nhất thiết trí. Vì lìa pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, nên lìa trí nhất thiết trí. Lại nữa các thiên tử, vì lìa chân như, nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lực, bát nhã, ba la mật đa. Vì lìa pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tính, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lực, bát nhã, ba la mật đa. Này các thiên tử, vì lìa chân như, nên lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Vì lìa pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, nên lìa pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Này các thiên tử, vì lìa chân như, nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Vì lìa pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Này các thiên tử, vì lìa chân như, nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì lìa pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này các thiên tử, vì lìa chân như, nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Vì lìa pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này các thiên tử, vì lìa chân như, nên lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì lìa pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, nên lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Này các thiên tử, vì lìa chân như, nên lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Vì lìa pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, nên lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Này các thiên tử, vì lìa chân như, nên lìa bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực năng thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân. Vì lìa pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, nên lìa bậc cực hỷ cho đến bậc pháp vân. Này các thiên tử, vì lìa chân như, nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Vì lìa pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này các thiên tử, vì lìa chân như, nên lìa 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Vì lìa pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, nên lìa 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng.
Này các thiên tử, vì lìa chân như nên lìa pháp không quên mất tánh luôn luôn xả. Vì lìa pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ nên lìa pháp không quên mất tánh luôn luôn xả. Này các thiên tử, vì lìa chân như nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì lìa pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, vì lìa chân như nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Vì lìa pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Này các thiên tử, vì lìa chân như nên lìa quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán. Vì lìa pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ nên lìa quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán. Này các thiên tử, vì lìa chân như nên lìa quả vị độc giác. Vì lìa pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ nên lìa quả vị độc giác. Này các thiên tử, vì lìa chân như nên lìa tất cả hạnh đại bồ tát. Vì lìa pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ nên lìa tất cả hạnh đại bồ tát. Này các thiên tử, vì lìa chân như nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì lìa pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này các thiên tử, vì lìa chân như nên lìa trí nhất thiết trí. Vì lìa pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ nên lìa trí nhất thiết trí. Lại nữa các thiên tử, vì lìa thánh đế khổ nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Vì lìa thánh đế tập diệt đạo nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Này các thiên tử, vì lìa thánh đế khổ nên lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Vì lìa thánh đế tập diệt đạo nên lìa pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Này các thiên tử, vì lìa thánh đế khổ nên lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Vì lìa thánh đế tập diệt đạo nên lìa chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Này các thiên tử, vì lìa thánh đế khổ nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì lìa thánh đế tập diệt đạo nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này các thiên tử, vì lìa thánh đế khổ nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Vì lìa thánh đế tập diệt đạo nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này các thiên tử, vì lìa thánh đế khổ nên lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì lìa thánh đế tập diệt đạo nên lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Này các thiên tử, vì lìa thánh đế khổ nên lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Vì lìa thánh đế tập diệt đạo nên lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Này các thiên tử, vì lìa thánh đế khổ nên lìa bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân. Vì lìa thánh đế tập diệt đạo nên lìa bậc cực hỷ cho đến bậc pháp vân. Này các thiên tử, vì lìa thánh đế khổ nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Vì lìa thánh đế tập diệt đạo nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này các thiên tử, vì lìa thánh đế khổ nên lìa mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Vì lìa thánh đế tập diệt đạo nên lìa mười lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Này các thiên tử, vì lìa thánh đế khổ nên lìa pháp không quên mất tánh luôn luôn xả. Vì lìa thánh đế tập diệt đạo nên lìa pháp không quên mất tánh luôn luôn xả. Này các thiên tử, vì lìa thánh đế khổ nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì lìa thánh đế tập diệt đạo nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, vì lìa thánh đế khổ nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Vì lìa thánh đế tập diệt đạo nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Này các thiên tử, vì lìa thánh đế khổ nên lìa quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán. Vì lìa thánh đế tập diệt đạo nên lìa quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán. Này các thiên tử, vì lìa thánh đế khổ nên lìa quả vị độc giác. Vì lìa thánh đế tập diệt đạo nên lìa quả vị độc giác.
Này các thiên tử, vì lìa thánh đế khổ nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát, vì lìa thánh đế tập diệt đạo nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Này các thiên tử, vì lìa thánh đế khổ nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, vì lìa thánh đế tập diệt đạo nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này các thiên tử, vì lìa thánh đế khổ nên lìa trí nhất thiết trí, vì lìa thánh đế tập diệt đạo nên lìa trí nhất thiết trí. Lại nữa các thiên tử, vì lìa bốn tịnh lự nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lợi, bát nhã, ba la mật đa, vì lìa bốn vô lượng, bốn định vô sắc nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lợi, bát nhã, ba la mật đa. Này các thiên tử, vì lìa bốn tịnh lự nên lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lứng, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Vì lìa bốn vô lượng, bốn định vô sắc nên lìa pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Này các thiên tử, vì lìa bốn tịnh lự nên lìa chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Vì lìa bốn vô lượng, bốn định vô sắc nên lìa chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Này các thiên tử, vì lìa bốn tịnh lự nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo, vì lìa bốn vô lượng, bốn định vô sắc nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Này các thiên tử, vì lìa bốn tịnh lự nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, vì lìa bốn vô lượng, bốn định vô sắc nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này các thiên tử, vì lìa bốn tịnh lự nên lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì lìa bốn vô lượng, bốn định vô sắc nên lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Này các thiên tử, vì lìa bốn tịnh lự nên lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, vì lìa bốn vô lượng, bốn định vô sắc nên lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Này các thiên tử, vì lìa bốn tịnh lự nên lìa bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệt tuệ, bậc cực năng thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân. Vì lìa bốn vô lượng, bốn định vô sắc nên lìa bậc cực hỷ cho đến bậc pháp vân. Này các thiên tử, vì lìa bốn tịnh lự nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông, vì lìa bốn vô lượng, bốn định vô sắc nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này các thiên tử, vì lìa bốn tịnh lự nên lìa mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Vì lìa bốn vô lượng, bốn định vô sắc nên lìa mười lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Này các thiên tử, vì lìa bốn tịnh lự nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, vì lìa bốn vô lượng, bốn định vô sắc nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này các thiên tử, vì lìa bốn tịnh lự nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, vì lìa bốn vô lượng, bốn định vô sắc nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, vì lìa bốn tịnh lự nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, vì lìa bốn vô lượng, bốn định vô sắc nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Này các thiên tử, vì lìa bốn tịnh lự nên lìa quả dự lưu, nhất lai, bất hoàn, a la hán, vì lìa bốn vô lượng, bốn định vô sắc nên lìa quả dự lưu, nhất lai, bất hoàn, a la hán. Này các thiên tử, vì lìa bốn tịnh lự nên lìa quả vị độc giác, vì lìa bốn vô lượng, bốn định vô sắc nên lìa quả vị độc giác. Này các thiên tử, vì lìa bốn tịnh lự nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát, vì lìa bốn vô lượng, bốn định vô sắc nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Này các thiên tử, vì lìa bốn tịnh lự nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, vì lìa bốn vô lượng, bốn định vô sắc nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này các thiên tử, vì lìa bốn tịnh lự nên lìa trí nhất thiết trí, vì lìa bốn vô lượng, bốn định vô sắc nên lìa trí nhất thiết trí. Lại nữa các thiên tử, vì lìa tám giải thoát nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, vì lìa tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa.
Này các thiên tử, vì lìa tám giải thoát nên lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Vì lìa tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ nên lìa pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Này các thiên tử, vì lìa tám giải thoát nên lìa chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Vì lìa tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ nên lìa chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Này các thiên tử, vì lìa tám giải thoát nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Vì lìa tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Này các thiên tử, vì lìa tám giải thoát nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì lìa tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này các thiên tử, vì lìa tám giải thoát nên lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì lìa tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ nên lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Này các thiên tử, vì lìa tám giải thoát nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện. Vì lìa tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện. Này các thiên tử, vì lìa tám giải thoát nên lìa bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệt tuệ, bậc cực đang thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân. Vì lìa tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ nên lìa bậc cực hỷ cho đến bậc pháp vân. Này các thiên tử, vì lìa tám giải thoát nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Vì lìa tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này các thiên tử, vì lìa tám giải thoát nên lìa mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Vì lìa tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ nên lìa mười lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Này các thiên tử, vì lìa tám giải thoát nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn giả. Vì lìa tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn giả. Này các thiên tử, vì lìa tám giải thoát nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì lìa tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, vì lìa tám giải thoát nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Vì lìa tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Này các thiên tử, vì lìa tám giải thoát nên lìa quả dự lưu, nhất lai, bất hoàn, A La Hán. Vì lìa tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ nên lìa quả dự lưu, nhất lai, bất hoàn, A La Hán. Này các thiên tử, vì lìa tám giải thoát nên lìa quả vị độc giác. Vì lìa tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ nên lìa quả vị độc giác. Này các thiên tử, vì lìa tám giải thoát nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Vì lìa tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Này các thiên tử, vì lìa tám giải thoát nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì lìa tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này các thiên tử, vì lìa tám giải thoát nên lìa trí nhất thiết trí. Vì lìa tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ nên lìa trí nhất thiết trí. Lại nữa các thiên tử, vì lìa bốn niệm trụ nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Vì lìa bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Này các thiên tử, vì lìa bốn niệm trụ nên lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Vì lìa bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo nên lìa pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Này các thiên tử,
Vì lìa bốn niệm trụ nên lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Vì lìa bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo nên lìa chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì. Này các thiên tử, vì lìa bốn niệm trụ nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Vì lìa bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Này các thiên tử, vì lìa bốn niệm trụ nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì lìa bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này các thiên tử, vì lìa bốn niệm trụ nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Vì lìa bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này các thiên tử, vì lìa bốn niệm trụ nên lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Vì lìa bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo nên lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Này các thiên tử, vì lìa bốn niệm trụ nên lìa bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân. Vì lìa bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo nên lìa bậc cực hỷ cho đến bậc pháp vân. Này các thiên tử, vì lìa bốn niệm trụ nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Vì lìa bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này các thiên tử, vì lìa bốn niệm trụ nên lìa mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Vì lìa bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo nên lìa mười lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Này các thiên tử, vì lìa bốn niệm trụ nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Vì lìa bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này các thiên tử, vì lìa bốn niệm trụ nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì lìa bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, vì lìa bốn niệm trụ nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Vì lìa bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Này các thiên tử, vì lìa bốn niệm trụ nên lìa quả dự lưu, nhất lai, bất hoàn, a la hán. Vì lìa bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo nên lìa quả dự lưu, nhất lai, bất hoàn, a la hán. Này các thiên tử, vì lìa bốn niệm trụ nên lìa quả vị độc giác. Vì lìa bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo nên lìa quả vị độc giác. Này các thiên tử, vì lìa bốn niệm trụ nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Vì lìa bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Này các thiên tử, vì lìa bốn niệm trụ nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì lìa bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này các thiên tử, vì lìa bốn niệm trụ nên lìa trí nhất thiết trí. Vì lìa bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo nên lìa trí nhất thiết trí. Lại nữa các thiên tử, vì lìa pháp môn giải thoát không nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Vì lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Này các thiên tử, vì lìa pháp môn giải thoát không nên lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Vì lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện nên lìa pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Này các thiên tử, vì lìa pháp môn giải thoát không nên lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Vì lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện nên lìa chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì. Này các thiên tử, vì lìa pháp môn giải thoát không nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Vì lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo.
Này các thiên tử, vì lìa pháp môn giải thoát không, nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này các thiên tử, vì lìa pháp môn giải thoát không, nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Vì lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này các thiên tử, vì lìa pháp môn giải thoát không, nên lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, nên lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Này các thiên tử, vì lìa pháp môn giải thoát không, nên lìa bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân. Vì lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, nên lìa bậc cực hỷ cho đến bậc pháp vân. Này các thiên tử, vì lìa pháp môn giải thoát không, nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Vì lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này các thiên tử, vì lìa pháp môn giải thoát không, nên lìa mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Vì lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, nên lìa mười lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Này các thiên tử, vì lìa pháp môn giải thoát không, nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Vì lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này các thiên tử, vì lìa pháp môn giải thoát không, nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, vì lìa pháp môn giải thoát không, nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Vì lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Này các thiên tử, vì lìa pháp môn giải thoát không, nên lìa quả dự lưu nhất lai bất hoàn A-la-hán. Vì lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, nên lìa quả dự lưu nhất lai bất hoàn A-la-hán. Này các thiên tử, vì lìa pháp môn giải thoát không, nên lìa quả vị độc giác. Vì lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, nên lìa quả vị độc giác. Này các thiên tử, vì lìa pháp môn giải thoát không, nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Vì lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Này các thiên tử, vì lìa pháp môn giải thoát không, nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này các thiên tử, vì lìa pháp môn giải thoát không, nên lìa trí nhất thiết trí. Vì lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, nên lìa trí nhất thiết trí. Hết quyển thứ 344.